Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình Nhân Bibi đây. Và các bạn ơi, ngày hôm nay những con quái vật trong sở thú Zone Normani nó lại xuất hiện các bạn ơi. Yeah. Còn các bạn rất là thích xem những con quái vật trong sở thú này đúng không các bạn ơi? Ui, bọn nó nhìn nào, nó đang đuổi theo Nhân Bibi này các bạn ơi. Ui, cứu với. Ui không. Wow. Cuối cùng mình bị con này ăn thịt rồi các bạn ơi. Ui, cái răng nó ghê quá các bạn ơi. Và ngày hôm nay những con quái vật trong sở thú Zone Normani các bạn ơi, con khỉ đây, và đây là con chim này. Ui, con thỏ nó bịt mát các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, đông chưa. Ui, cuối cùng con mèo này nó cắn mình các bạn ạ. Con mèo đấy là con trùng cuối đấy các bạn ơi. Và ngày hôm nay những con quái vật này sẽ phải đấu với lại quái vật Poppy Playtime Chapter 3. Tức là bọn nó phải đấu với lại Catnap nữa các bạn ơi. Bác bảo vệ này. Các bạn có thấy hay không? Quái vật trong Zone Normani sẽ đấu với lại quái vật Poppy Playtime. Yeah, các bạn ơi. Mọi người ơi, bây giờ mình đang sắp xếp những con này nó vào thẳng hàng đây. Ui, con khỉ đấy. Con này là con gì mình không biết luôn các bạn ơi. Đó, con này là con chuột đột biến này. Mọi người ơi, trận đấu này sẽ rất là hay đấy. Ui, con hiêu cổ. Ui, con mèo này. À, con cáo ấy. Đó các bạn ơi, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau xem trận chiến giữa quái vật nha, trong sở thú lúc 3 giờ sáng và quái vật Poppy Playtime. Không biết bạn nào là fan của quái vật trong sở thú này đây, và bạn nào là fan của quái vật trong Poppy Playtime đây các bạn ơi. Mọi người nhớ bình luận bên dưới cho Nhân BB biết nha. Và bây giờ mình sẽ triệu hồi những con quái vật trong Poppy Playtime ra các bạn nha. Các bạn xem nha các bạn nha. Và các bạn ơi, hy vọng các bạn hãy ấn nút like và ấn nút đăng ký kênh giúp Nhân BB các bạn nha. Các bạn hãy giúp cái video này của mình được 10.000 lượt like và 10.000 lượt đăng ký các bạn nha. Để mình có động lực làm thật nhiều video về quái vật trong sở thú Zone Normani cho các bạn xem nha. Đây là con Huggy Wuggy màu xanh. Đó, đội quân Huggy Wuggy luôn, nhiều màu sắc luôn các bạn ơi. Đấy các bạn này, thấy chưa? Xanh đỏ vàng luôn. Và đây là Mommy lông lách. Không biết Poppy Playtime Chapter 3 những con quái vật này có thể hạ gục được quái vật trong sở thú không? Và đây là con Catnap. Catnap mõm dài. Đồ các bạn ơi, chất thật sự luôn. Đây là con Dog đây. Ui, trận chiến này chắc là hay lắm đây các bạn ơi. Và đây là con Huggy Wuggy chùm cuối. Con này đáng sợ này, con này mạnh lắm các bạn ơi. Đấy, tiếp theo chính là Kissy Missy các bạn nha. Đừng đùa với Kissy Missy. Tiếp theo là Mid the Line. Ấy các bạn ơi, ui giời ơi, có Mid the Line đấy. Ok, tiếp theo là một số các con gấu bông nha các bạn nha. Đó, các bạn xem kỹ đi các bạn ơi, thấy chưa? Bây giờ mình sẽ triệu hồi tất cả quái vật trong Poppy Playtime Chapter 3 để đấu với lại tất cả quái vật trong sở thú Zone Normani các bạn nha. Ok, đó. Được rồi. Và bây giờ sẽ triệu hồi nó ra, xếp bọn chúng thẳng hàng lại với nhau. Toàn những con gấu bông như các bạn ơi. Tưởng nó đáng yêu nhưng không ngờ nó lại là những con quái vật ăn thịt. Thế mới ảo chứ. Ở đây là con voi. Mình sẽ biến đổi nó cho nó thành con. Con gì đây? Con này. Đấy các bạn ơi. Ý, ok. Bây giờ là Oximo cũng xuất hiện các bạn nha. À, các bạn thấy chưa? Oximo xuất hiện rồi. Tiếp theo là lại một con Huggy Wuggy nữa. Đấy. Tiếp theo là lại là một con Mommy Long Neck nữa. Nhờ giờ mình có thấy rất nhiều quái vật Poppy Playtime luôn. Đây là con Catnap bị cụt chân. Đấy. Đây đây các bạn ơi. Đấy, Dog đây này. Đây xem nào. Đấy. Hai con này nha các bạn nha. Đấy. Catnap bị cụt chân này. Tiếp theo là một con Dog đây nhưng mà lại có chân, mọc chân giống Catnap. Đó, các bạn giờ mình đang triệu hồi ra đấy, một đội quân này phải tới 100 con các bạn ơi. Nhiều lắm. Đây là con Dog đây khổng lồ. Và đây là con Dog đây mõm dài. Ý, giống Catnap các bạn ơi. Tiếp theo là con Dog đây 3D. Đấy, Huggy Wuggy. Trời, một đội quân Huggy Wuggy. Đó, các bạn thấy chưa? Huggy Wuggy ông giật người tuyết.
Hagiugi chú hề, Hagiugi máy móc, Hagiugi cái cây, Hagiugi zombie. Đó, các bạn thấy chưa? Ui, lại là một con cắt nát nữa này. Đúng là quái vật Poppy Playtime Chapter 3 nó mạnh các bạn ơi, nhưng mà không biết nó có thể đấu thắng được những con quái vật trong sở thú Zone Normani không các bạn ơi. Chúng ta phải xem mới biết được nha các bạn nha. Nhớ xem hết video với các bạn nha. Đấy, thì vì xem hết được trận chiến này, và mọi người nhớ ấn nút like và ấn nút đăng ký kênh để theo dõi Nhân BB các bạn nha, để mình có động lực làm ra nhiều video hay các bạn xem nữa chứ, đúng không nào. Đây là con cát lát 3D, cát lát màu hồng nam tính. Ok, và đây chính là con kỳ lân các bạn ơi. Ui, con này to chưa? Wow, sao con này nó to thế? Ui, đây là một con quái vật nữa này. Đó, và đây là con voi các bạn thấy chưa? Đấy, ở đây lại là một con Midline nữa. Đó, ui, ui, Midline lại gần cô giáo rồi, cô giáo ăn thịt luôn các bạn ơi. Đây thì còn Midline bóng đêm nữa này các bạn ơi. Ui ui, ghê quá. Midline mõm dài nữa này các bạn này, thấy chưa? Nhớ Midline không? Tiếp theo là con này Hakiuki này đây các bạn ơi. Đấy, ui, cắn mình luôn các bạn ơi. Ghê nha, được đó. Bây giờ là một con Huggy Wuggy các bạn ơi. Tiếp theo nữa là con Kissy Missy. Các bạn nhìn này, Kissy Missy nó biến đổi này. Đấy, đấy, Kissy Missy mới chính là chủng cuối các bạn à. Tưởng Kissy Missy hiền, nhưng không ngờ Kissy Missy lại là chủng cuối các bạn ơi. Đấy, tiếp tục nha, cho những con quái vật vào đấy nha các bạn nha. Những con gấu bông này vào hết luôn. Sắp xong rồi, mình sắp triệu hồi ra hết đội quân trong Poppy Playtime rồi các bạn ơi. Các bạn hãy xem con này đây, con này nó mọc răng ra này. Đấy, kinh lắm đấy, thấy chưa, ghê không đó. Rồi tiếp tục nào, bây giờ cho Kissy Missy bình thường ra. Kissy Missy đáng yêu các bạn ơi. Đấy, cái gì nhỉ, con Pidgey Pup à. Đấy, con sâu, con sâu, ui giời ơi, cái sâu này nó dài quá các bạn ơi, ghê luôn các bạn nha. Tiếp theo là Daddy Long Leg. Đấy, Baby Long Leg, bà ngoại Long Leg, ông ngoại Long Leg và búp bê Bobby các bạn ơi. Búp bê Bobby cho đứng ở đây nha. Đó, và bông hoa nữa các bạn ơi. Ok các bạn ơi, và bây giờ thì Nhân BB sẽ tua nhanh cái chốt triệu hồi này nha các bạn nha. Mình sẽ cắt đoạn này đi và chúng ta sẽ chuẩn bị xem trận chiến các bạn nha. Ok, ok các bạn ơi, thế là mình đã triệu hồi tất cả những con quái vật trong Poppy Playtime ở đây, ở đây. Ui, các bạn ơi, và bây giờ mình tiếp tục nha. Bây giờ cái đội quân của quái vật Zone Normani các bạn ơi, bọn nó lại ít quá các bạn ơi, và một con này đang nghiêng bị ăn thịt rồi các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ triệu hồi ra nhiều đội quân quái vật trong sở thú Zone Normani hơn nha các bạn nha. Đấy, vì bọn chúng mình thấy hơi ít các bạn ạ. Đây, để các bạn để xem mình đây. Đây, đấy, nhân bản của chúng ta. Tiếp tục nhân bản, tiếp đội quân nữa. Đây, lần này thì quái vật trong sở thú Zone Normani đã rất là nhiều rồi các bạn ơi. Ui, các bạn thấy chưa? Ui, đông chưa? Trời ơi, bây giờ mình sẽ cho bọn chúng về hết một đội nha các bạn nha. Đấy, quái vật trong sở thú lúc 3 giờ sáng sẽ đấu với này Poppy Playtime. Đấy, chất luôn các bạn ơi. Rồi, chúng ta nhóm xem nào, quái vật trong sở thú sẽ thắng hay là quái vật trong Poppy Playtime sẽ thắng. Ui, có cả Daddy Long Leg và Mommy Long Leg hai đầu kìa. Trận chiến này đã được nổ ra. Ui, 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 cái gì đây? Một vụ nổ lớn. What? Ui, những con quái vật đang bay lên. Ui, các bạn ơi, có vẻ như quái vật Poppy Playtime chất từ 3 nó khá là đông. Ui, quái vật trong sở thú Zone Normani đã cố gắng chiến đấu các bạn ạ. Không biết đội nào sẽ là đội chiến thắng cuối cùng đây. Chúng ta cùng nhau xem nha các bạn nha. Wow, ai là người chiến thắng đấy? Ui, có quái vật kia. À, quái vật đầu dài đã hy sinh rồi. What? Ui, ui, đông quá. Có vẻ như quái vật Poppy Playtime Chapter 3 đang chiếm được lợi thế vì bọn chúng khá là đông. Ui, ui giời ơi, hỏng rồi các bạn ơi.
Chẳng nghe quái vật trong sở thú John Normandy lại thua ư? Không thể nào. Và bây giờ mình sẽ triệu hồi ra các bạn ơi. Triệu hồi ra thêm đi. Đây, một đội quân quái vật nữa, siêu to khổng lồ. Đây, không thể để thua thế này được. Đấy, nào lên luôn, lần này bao vây bọn chúng luôn. Đấy, ok các bạn nha. Đấy, quái vật siêu đông luôn các bạn ơi. Và lần này đấu thêm lần nữa, hiệp 1 thì quái vật trong Poppy Playtime đã giành chiến thắng. Và lần này quái vật trong sở thú John Normandy có thể giành được chiến thắng hay không? Wow, ui, các bạn nhìn kìa, ui, ui, mấy con quái vật đang bị đánh bay lên trời luôn kìa, quá đông quái vật luôn, ui, ảo thật sự luôn, ui con khỉ này, con khỉ đang bị thương, ui, trời ơi, một trận chiến kinh khủng luôn các bạn ơi, quá hay luôn, một trận đấu quá hay luôn. Akiyuki nó vẫn còn sống kìa. Con mèo đen Akiyuki nó vẫn còn sống kìa. Ui, ui, quái vật Poppy và lấy tham chứng tỏ khá là mạnh đấy các bạn ơi. Bao nhiêu quái vật John Normandy nhưng mà bọn chúng không hạ gục được hết luôn này các bạn này. Vẫn còn này. Ui, ở kia là những con thỏ, một đám thỏ nữa. Ui, đám thỏ đã bị hạ gục rồi. May quá vẫn còn những con quái vật người dài kia các bạn ơi. Ui, cuối cùng thì sau hai trận chiến, quái vật trong John Normandy đã giành được chiến thắng các bạn nha. Nhân BB xin cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Nếu các bạn thấy thích video này, nếu yêu quý Nhân BB thì các bạn ấn nút like, ấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để theo dõi mình nha các bạn nha. Bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Nhân BB. Ok.